Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bằng tư duy thời đồ đá, ông tổng đốt lò như gà mắc tóc vậy. Còn nhớ vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại buổi họp báo sau khi đại hội lần thứ 13 bế mạc, ông Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng. Ông Trọng phán như đinh đóng cột rằng, phòng chống tham nhũng là phải không trừ một ai, không có vùng cấm và không ngừng nghỉ. Sau đó, ông Trọng kể một câu chuyện rằng ông được một người sách vali tiền đến ủy ban kiểm tra trung ương để biếu xén lấp liếm theo đó đồng chí cán bộ kiểm tra mở vali xem thấy toàn tờ usdola ông trọng nói tôi bảo khóa vali lại và sách vali đó về chống tham nhũng bằng tư duy dung túng kẻ đưa hối lộ khi có người sách vali để đô la đến hối lộ ông nguyễn phú trọng lại không cho lập biên bản tạm giữ tang vật mà cho khóa vali lại rồi tha về đây là hành động dung túng cho hối lộ rất rõ ràng đây là hành động tạo vùng cấm cho tội phạm thoát tội ông trọng vừa tuyên bố không có vùng cấm vừa kể một câu chuyện tha tội cho kẻ đưa hối lộ quả thật chính ông đã chống tham nhũng với tư duy lỗi thời quá lạc hậu chính ông đã dung túng cho việc đưa hối lộ mà không biết hay cố tình không biết hơn nữa lại còn khoe khoang với tư duy như vậy thì ông chống tham nhũng thế nào cho được sau khi bị cộng đồng mạng lên tiếng vì tư duy dung túng cho kẻ hối lộ thì báo chí tuyên truyền vội vã đổi lại nội dung câu nói rằng tôi bảo khóa vali lại và sách vali đó về thành tôi yêu cầu khóa vali lại niêm phong và lập biên bản để mà che lấp cho cái tư duy dung túng tham nhũng của ông nguyễn phú trọng với tư duy như vậy việc ông trọng vừa đánh tham nhũng vừa dung túng cho tham nhũng cũng là điều dễ hiểu Tuy ông nói không có vùng cấm nhưng lại tạo ra đầy dẫy vùng cấm. Ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 4 tháng 2 nói Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Thì đấy cũng là hình thức tạo ra vùng cấm. Tại sao không để cho công an điều tra mà lại để cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vậy? Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nghiệp vụ điều tra đâu mà có thể kết luận đến như thế ngồi ở vị trí cao nhất trong đảng nhưng tinh thần thượng tôn pháp luật cũng tổng bí thư nguyễn phú trọng rất yếu kém theo giới quan sát chia sẻ bản xác nhận của ủy ban kiểm tra trung ương là giấy phép xác định vùng cấm cho gia đình ông nguyễn xuân phúc một khi ủy ban kiểm tra trung ương kết luận như thế thì công an không có quyền đụng đến họ đấy là một minh chứng trong vô vàn trường hợp chống tham nhũng nhưng lại tạo vùng cấm riêng cho mình việc tạo vùng cấm là cách tạo ra những nơi ẩn nấp cho tham nhũng khi ông trọng làm mạnh tay thì chỉ những ai không có nơi ẩn nấp mới bị thịt còn người có nơi ẩn nấp thì vẫn an toàn mà một khi tham nhũng có chỗ ẩn nấp thì có chống đến khi đảng cộng sản tàn đời thì may ra tham nhũng mới tàn hơi thật sự bản thân ông nguyễn phú trọng không có tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc thả cho người đưa hối lộ sách vali về là cách khoe khoang sự liêm khiết của bản thân. Muốn làm gương cho cấp dưới nhưng khổ nỗi, ông Trọng không nhận ra rằng hành động của ông đã dung túng cho kẻ đưa hối lộ, khiến cho báo chí phải vất vả sửa lời ông để đối phó với dư luận trong cả nước. Việc sửa lời của ông Trọng của báo chí là chỉ cách che đậy, nó không sửa được bản chất bên trong của con người đứng đầu Đảng Cộng sản với sự kém cỏi về tư duy như vậy nên việc chống tham nhũng của ông cứ như gà mắc tóc vậy chống bên phải thì bên trái lại bùng lên chống bên trái thì bên phải lại tiếp tục bùng ông chống phía trước thì phía sau bùng phát mà phía sau thì phía trước lại phát lên cứ như vậy tham nhũng như sóng biển hết lớp này đến lớp kia trào lên ập tới ông nguyễn phú trọng cũng phải thừa nhận từ khi mới giành quyền đảng cộng sản việt nam đã không hành xử theo tinh thần thượng tôn pháp luật những ngày đầu họ giết người bừa bãi như những bộ tộc hoang dã vậy chiến dịch cải cách ruộng đất là minh chứng rất rõ cho điều đó cho đến nay dna của họ vẫn còn dù họ ra đủ thứ luật nhưng họ vẫn không ý thức được tinh thần thượng tôn pháp luật công an tòa án và viện kiểm sát chẳng cơ quan nào biết thượng tôn pháp luật cả với nền tảng như thế bao giờ mới chống được tham nhũng đầy? Sẽ không bao giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp với bản tin Bằng tư duy thời đồ đá, ông Tổng Trọng đốt lò như gà mắt tóc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vinfast đu mây, họ sẽ tiếp đất bằng cách nào đây? Từ từ đáp hay rời tự do? Sau khi phát hành, giá cổ phiếu Vinfast tăng giá làm cho báo chí trong nước một phen lên đồng tập thể. Sau đó, cổ phiếu này lại hạ xuống dưới mức phát hành rồi lại lên. Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu trôi sụt như thế này vẫn chưa nói lên điều gì. VinFast cần thời gian để đi vào ổn định thì mới đánh giá được ông Phạm Nhật Vượng cho phát hành đến 2,3 tỷ cổ phiếu và định giá mỗi cổ phiếu đến 22 đô la. Quả là quá tham vọng. Việc lấy giá cổ phiếu nhưng với tổng cổ phiếu người ta gọi là vốn hóa. Tuy nhiên, VinFast đâu đã bán sạch 2,3 tỷ cổ phiếu. Họ chỉ mới bán được một số lượng rất nhỏ phần lớn lượng cổ phiếu còn lại cần phải đợi thời gian mới biết được Vinfast đang đù mẩy theo trang Statista thì doanh số bán xe của Ford Motor trên toàn cầu vào năm 2022 là 4,2 triệu chiếc, còn của GM là 5,9 triệu chiếc xe các loại. Tuy nhiên vốn hóa của Ford trên thị trường chứng khoán Mỹ chỉ có 48 tỷ đô, còn GM chỉ có 46 tỷ đô trong khi đó vốn hóa của Vinfast có lúc lên đến gần cả trăm tỷ đô la Mỹ nhưng doanh số của năm 2022 chỉ ở con số 24.000 xe trên toàn cầu một con số không đáng kể giá trị vốn hóa như con voi trong khi doanh số thì lại như con kiến rõ ràng Vinfast đang đu mây mà đã đu mây thì, thì rõ ràng Vinfast đang học trần một công ty đại chúng muốn phát triển bền vững phải song hành hai yếu tố Thứ nhất là sản phẩm được thị trường chấp nhận, thứ nhì là ổn định trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, VinFast đang bị hỏng chân bởi thị trường Mỹ gần như chưa chấp nhận xe của VinFast. Cho tới nay, số xe VinFast đăng ký lưu hành ở Mỹ chỉ quanh quẩn dưới 200 xe. Sau 8 tháng xuất sang Mỹ thì rất khó để VinFast bám dễ tại thị trường này. Số còn lại đang phơi nắng, phơi sương ngoài bãi. Các ông lớn như Ford hay GM họ đã và đang thành công với xe xăng và giờ họ chuyển dần sang xe điện trong khi đó vinfast hoàn toàn thất bại với dự án xe xăng điều này chứng tỏ vinfast chưa hề làm chủ công nghệ việc nhập quá nhiều thiết bị từ trung quốc từ nhiều nguồn thiếu đồng bộ hóa nên nhà lắp ráp vinfast mới không làm chủ được chất lượng cho đến nay vinfast vẫn chưa được thiết kế và sản xuất từ trí tuệ của việt nam tức là vinfast không có thực lực cổ phiếu của vinfast vẫn đang trồi sụt với biên độ rất lớn sự ồn ào từ giá cổ phiếu của vinfast trên thị trường chứng khoán rồi cuối cùng cũng trở lại mặt đất mà thôi cho rằng vinfast huy động được vốn như mong đợi thì họ gọi vốn cũng phải đầu tư đầu tư mà không bán được sản phẩm ra thị trường thì cũng chỉ là đốt tiền bài toán lớn nhất của vinfast hiện nay là làm sao thuyết phục được người mỹ mua xe vinfast mà chạy điều này còn quan trọng hơn là thuyết phục người mỹ mua cổ phiếu của Vinfast. Bởi người Mỹ mua cổ phiếu của Vinfast chỉ để giải quyết vấn đề ngắn hạn, còn dài hạn thì cần phải được người Mỹ chấp nhận xe Vinfast. Khi người Mỹ chấp nhận mua xe Vinfast, thì Vinfast mới có cơ hội để mọc rễ trên đất Mỹ như Hyundai hay Kia của Hàn Quốc. Nếu không, thì sớm muộn Vinfast cũng bị biến mất khỏi thị trường này. Thị trường thì ngày càng ngột ngạt đối với các startup xe điện, tức là những công ty khởi nghiệp đối với xe điện mà trong đó có VinFast. Theo báo chí cho biết, hiện nay lượng xe điện sản xuất ra dư thừa quá nhiều so với nhu cầu thị trường Trung Quốc và Mỹ. Tuần trước, Tesla đã quay trở lại việc giảm giá xe tại Trung Quốc nhằm tăng doanh suối bán xe tại thị trường xe điện đã báo hòa này. Bất chấp vào tháng 7 trước đó, Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác ở Trung Quốc đã đồng ý dừng cuộc chiến giá xe điện do lo ngại về điều luật chống độc quyền của chính phủ nước này mặc dù đã giảm giá xe để thu hút người tiêu dùng thế nhưng các nhà sản xuất ô tô tại trung quốc vẫn đang gặp khủng hoảng và có thêm nhiều thương hiệu có nguy cơ phá sản đây chính là tin không tốt đẹp cho vinfast bởi một khi thị trường thừa thãi thì những thương hiệu xe đẩy tay tiếng như xe vinfast lại càng khó bán hơn và giá của vinfast bán thì quá cao lỗi lại quá nhiều hiện nay vinfast vẫn đang đù mây và chúng ta hãy đợi xem doanh nghiệp này sẽ tiếp đất bằng cách nào, từ từ hay là rời tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin VinFast Du mây họ sẽ tiếp đất bằng cách nào đây, từ từ đáp hay rời tự do. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo.de